có một nền văn hóa tồn tại trong nửa đầu thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, mà chủ nhân của nó rất ưa thích họa tiết tạo nên bằng những đường cong. Nền văn hóa ấy đã tạo nên những cơ sở vật chất và tinh thần đầu tiên cho thời kỳ Hùng Vương, là cội nguồn của văn minh sông Hồng. Dường như vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong các lớp trầm tích thời gian. Những cộng đồng dân cư đó là ai? Họ đã sinh sống như thế nào để chế tác ra những di vật mà lịch sử khó có thể lặp lại? Hãy vén bức màn bí mật qua các thông điệp thời gian để trở về với thời đại ấy, thời đại đã sản sinh ra một nền văn hóa được mang tên văn hóa Phùng Nguyên. Văn hóa Phùng Nguyên là một nền văn hóa khảo cổ mang tên thôn Phùng Nguyên, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Có thể lấy năm 1959, năm phát hiện di chỉ Phùng Nguyên, và đầu năm 1971, năm tổ chức hội nghị nghiên cứu thời Hùng Vương lần thứ 6, là mốc mở đầu và kết thúc nghiên cứu về nền văn hóa này. Công cuộc nghiên cứu văn hóa Phùng Nguyên đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đặc điểm phân bố của văn hóa Phùng Nguyên là tập trung ở những khu vực hợp lưu của các con sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Thao, sông Đáy. Phần lớn các di tích nằm ở miền trước núi, dưới chân đồi núi thấp, ven sông suối ở vùng Trung Du. Trên 50 địa điểm thuộc văn hóa Phùng Nguyên tập trung phần lớn ở tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây Cũ, Bắc Ninh. Nhìn chung, địa bàn phân bố của văn hóa Phùng Nguyên khá rộng lớn, bao gồm cả vùng Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ. Ở giai đoạn văn hóa này, các loại hình di tích rất đa dạng, từ di chỉ cư trú, mộ táng đến các di chỉ xưởng sản xuất công cụ lao động và đồ trang sức. Theo nhiều tài liệu của các nhà khảo cổ học, thì người Phùng Nguyên cũng sử dụng hỗn hợp cả hai loại đá vôi và đá ngọc để chế tạo công cụ lao động, vũ khí và đồ trang sức. Chiếm tỷ lệ chủ yếu trong công cụ lao động sản xuất của cư dân văn hóa Phùng Nguyên vẫn là đồ đá. Tuy nhiên, kỹ thuật chế tác đá của cư dân Phùng Nguyên đã đạt đến đỉnh cao mà ở giai đoạn trước hay sau đó đều khó có thể vượt qua. Hầu hết các loại công cụ và đồ trang sức bằng đá của người Phùng Nguyên đều được mài nhẵn, có kích thước nhỏ nhắn, tinh xảo, được chế tác từ các loại đá quý hiếm, có độ rắn cao, màu sắc đẹp. Qua ta tìm hiểu và nghiên cứu thì đồ đá của các giai đoạn trước Phùng Nguyên thì thường là sử dụng những loại đá rất bình thường với độ cứng rất thấp. Hai công nghệ chế tác thì rất bình thường, rất là thô sơ, đơn giản. Nhưng cái đặc biệt của cái văn hóa Phùng Nguyên là ta phải thấy là ông cha chúng ta đã làm ra những cái sản phẩm, các cái công cụ hay là đồ dùng bằng đá. Bản thân ngay chất liệu đã là rất quý rồi. Thường là những đá có độ cứng từ 6 đến 7 đến 7,5. Thế và với cái công nghệ chế tác vô cùng tinh xảo, cắt gọt vuông thành sắc cạnh. Cho đến bây giờ chúng ta tự thử nghĩ xem là với một cái giai đoạn văn hóa cách xa như vậy thì các cụ làm thế nào mà để có thể đưa được các đường cắt ấy vào. Nghề thủ công của cư dân Phùng Nguyên khá phong phú, đồ gốm và nghề làm gốm là một tiêu chí quan trọng. Bấy giờ, người Phùng Nguyên đã đạt đến trình độ chế tác gốm rất tinh xảo cả về loại hình và hoa văn trang trí. Đặc điểm của gốm Phùng Nguyên là mỏng nhưng lại có tuổi đời cao. Tại các di chỉ khảo cổ Phùng Nguyên, người ta phát hiện ra hàng trăm nghìn mảnh gốm vụn. Tạo hình rất hiện đại, bình gốm tạo hình đĩa bay, tạo dáng vững chắc, chân đĩa loe rộng, cổ thắt, miệng được trau chuốt rất vững vàng, rất vật lý, thể hiện việc làm gốm của người Phùng Nguyên
rất khoa học. Gốm Phùng Nguyên có 3 loại chính: gốm mịn, gốm thô xốp và gốm rất thô. Phần lớn, đồ gốm được làm từ đất sét có pha thêm cát, diệp thạch đá vôi nghiền nhỏ hay một số chất hữu cơ. Điều đó chứng tỏ người thợ gốm Phùng Nguyên đã biết tính đến những yếu tố đảm bảo cho đồ gốm có tính dẻo, chịu lửa tốt. Về điêu khắc hội họa thì đây là cả một cái công trình mình phải cần phải nghiên cứu. Mà chúng ta tưởng tượng ra trên những cái bình gốm Phùng Nguyên rất lớn, phần lớn bây giờ không còn những cái bình mà nó còn nguyên vẹn. Nhưng thông qua những cái mảnh gốm của các bảo tàng, nhất là bảo tàng Vĩnh Phúc hay là bảo tàng Phú Thọ, chúng ta tìm hiểu chúng ta thấy là chúng ta có thể ghép lên được những cái tác phẩm mình không gọi là những cái bình sử dụng được, mà đấy gọi là những cái tác phẩm gốm của giai đoạn văn võ Phùng Nguyên. Quan điểm thẩm mỹ của cư dân Phùng Nguyên đã khá phát triển. Điều đó thể hiện trong kỹ thuật chế tác đồ đá, đồ gốm, đồ trang sức của họ. Qua các lỗ khoan chính xác trên công cụ bằng đá cắt nhỏ, qua sự bố trí của các họa tiết trên gốm, đã cho chúng ta đoán định về sự suy nghĩ, tính toán có chủ đích theo một tư duy hình học nhất định của người Phùng Nguyên. Trong táng thức, cũng giống như ở giai đoạn trước, cư dân Phùng Nguyên chôn người chết theo tư thế nằm ngửa ở những huyệt nông. Trong mộ có chôn theo công cụ bằng đá, đồ gốm, đồ trang sức. Mộ được tìm thấy ở đây đều quay đầu về hướng đông. Có thể điều này gắn liền với tín ngưỡng thờ thần mặt trời, một biểu hiện thường gặp ở các bộ lạc nông nghiệp. Vĩnh Phúc là vùng đất cổ với những dấu tích của văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn thuộc các thời đại vua Hùng. Chính vì vậy, khi tìm hiểu về văn hóa Phùng Nguyên, ta không thể không tìm đến với Bảo tàng Vĩnh Phúc, nơi lưu giữ nhiều vật chứng lịch sử của vùng đất này. Với 6 lần khai quật tại các di chỉ văn hóa Phùng Nguyên, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết của các cán bộ bảo tàng tỉnh, các nhà nghiên cứu khảo cổ, ngày hôm nay chúng ta có thể được chiêm ngưỡng rất nhiều những vật chứng lịch sử đang hiện hữu tại đây. Từ năm 1997 đến nay, ngành văn hóa Vĩnh Phúc đã phối hợp với lại các cơ quan ở trung ương như Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Viện Khảo cổ học, Trường Đại học Khoa và Xã hội Nhân văn cũng đã nghiên cứu, điều tra, khai quật, và như tôi vừa nói là cái số lượng hiện vật rất là phong phú và rất là nhiều. Để trên cơ sở đó thì Bảo tàng Vĩnh Phúc đã tiếp nhận những cái kết quả khai quật đấy về bảo quản, lưu giữ và phát huy phục vụ cho khách tham quan cũng như truyền thống giáo dục tại Bảo tàng Vĩnh Phúc. Dành một vị trí không nhỏ trong hệ thống trưng bày của bảo tàng, không gian trưng bày các di vật của văn hóa Phùng Nguyên đầy sức thuyết phục với người xem khi muốn tìm hiểu về nền văn hóa này, với rất nhiều đồ gốm, đồ đá thể hiện một cách đầy đủ về công nghệ chế tác, tạo hình và tư duy thẩm mỹ của cư dân Phùng Nguyên. Minh chứng rõ rệt nhất có lẽ là hai bộ cốt được lưu giữ tại đây. Đó là kết quả của đợt khai quật tháng 12 năm 2006. Bộ hài cốt khá nguyên vẹn, có tư thế nằm ngửa, lưng thẳng, hộp sọ khá to. Phía trên đầu hộp sọ đặt chiếc mâm bồng bằng gốm có trang trí hoa văn đẹp, nét hoa văn rất tinh xảo. Bộ hài cốt, đồ tùy táng và các hiện vật đang được các nhà nghiên cứu làm rõ thêm về vấn đề nhân chủng học, tín ngưỡng, tập quán, văn hóa của người Việt cổ. Có được một không gian trưng bày văn hóa Phùng Nguyên này quả thực không đơn giản. Đó không chỉ là sự tích lũy của nhiều năm nghiên cứu, khai quật, sự gìn giữ, bảo quản của các cán bộ tại bảo tàng này, mà đằng sau nó, quả thực khi tận mắt chứng kiến những cảnh này, có lẽ chúng ta mới thấu hiểu hết công việc và niềm đam mê của những con người thầm lặng góp nhặt cho đời những thông điệp từ quá khứ. Những mảnh vụn gốm Phùng Nguyên, vì tuổi đời lâu nhất nên dưới sức ép thời gian không còn được lành lặn, được bảo quản dưới kho tư liệu của bảo tàng.
Đó là những vật chứng lịch sử vô cùng quan trọng, đã chứng minh cho cả một thời đại văn hóa, một tư duy thẩm mỹ vượt thời đại của người Phủ Nguyên, mà đến nay, với con người đương đại, đó vẫn là một ẩn số thôi thúc chúng ta khao khát kiếm tìm. Nhắc đến di chỉ khảo cổ học nổi tiếng trên đất Vĩnh Phúc, nơi khai quật rất nhiều di vật văn hóa Phủ Nguyên, không thể không nói đến khu di chỉ khảo cổ Đồng Đậu thuộc thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Kể từ khi phát hiện năm 1962 đến nay, di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu vẫn được bảo vệ nguyên vẹn, phục vụ tích cực cho các cuộc khai quật, nghiên cứu, tham quan học tập của các cơ quan khoa học chuyên ngành, các nhà khoa học trong nước, ngoài nước và học sinh các trường tại địa phương. Sáng nay là lúc mình quay cái mộ đầu tiên ấy. Ngày hôm nay, nhóm phóng viên chúng tôi rất may mắn khi được các nhà nghiên cứu của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam và các cán bộ bảo tàng tỉnh cùng đồng hành khi đến thăm khu di chỉ khảo cổ Đồng Đậu. Di chỉ khảo Đồng Đậu được phát hiện năm 1962, từ đó này đã qua 50 năm. Tổng diện tích di chỉ phân bố trên một cái diện tích là 86.000 m2 và đã qua 6 lần khai quật. Và lần khai quật mới nhất đây là lần thứ 6 năm 1999. Thì trên cơ sở đấy là đây là một trong những di chỉ mà có những cái tầng văn hóa dày và bậc nhất ở nước ta hiện nay, và trong đó tầng văn hóa Phủ Nguyên là một trong những tầng văn hóa mà đã mở đầu trong cái giai đoạn văn hóa cho cái quá trình hình thành nhà nước đầu tiên của dân tộc ta. Và kết quả khai quật ở đây thì cũng thu lượm được một cái số lượng hiện vật rất là lớn. Dùng công cụ sản xuất ấy, thì có những cái dọi xe chỉ bằng đất nung đấy. Về thứ giống Phủ Nguyên, giống Đông Sơn sau này. Không, về vấn đề Đông Sơn sau này là cái dọi xe chỉ của văn hóa Phủ Nguyên. Cái dọi xe chỉ của văn hóa Phủ Nguyên ấy thì là bằng đất nung. Vâng. Nó giống cái dọi xe chỉ của văn hóa Đông Sơn về sau này. Không, về cái dọi xe chỉ này nó khác về cái mặt cắt của nó, bây giờ nó là cái hình tròn. Và nó hình tròn, và thứ hai nữa là cái tiết diện của nó cũng có những cái loại mà nó hình chóp cụt. Và thế để cái những cái dọi xe chỉ ở đây là cái số lượng cái phát hiện ở đây cũng khá là nhiều đấy ạ. Và ngoài ra còn có những cái viên bi đất nung nữa. Viên bi đất nung này là những như là cái viên bi của trẻ em bây giờ chơi đấy. Nhưng mà không biết nó công dụng để làm gì nhỉ? Vâng, cái công dụng đấy thì hiện nay là cũng có một số nhà nghiên cứu là cũng đoán định có thể là, một là người ta có thể hay là dùng đấy là những cái viên đạn đấy để dùng để do cái săn bắn đấy, cái viên đạn này bắn đấy. Và thứ hai nữa là hoặc là có thể là từ cái thời xa xưa cái người Việt văn hóa Phủ Nguyên đấy, chúng ta cũng có thể là bắt nguồn từ đấy mà những cái viên bi trở thành bây giờ cũng có thể là một số cái hình thức để cho những trẻ em bây giờ chơi, để có những con vẫn còn cái đoán định. Và thứ hai là cái chạc gốm ấy. Cái chạc gốm theo mình không phải là lấy dính ông bùi rau, thì nhưng tất cả mọi cái kết luận cuối cùng lại thì mình nghĩ là thế này, bởi vì trong tất cả các đồ gốm phát hiện ấy, thì không có cái nào giống cái nào cả, và phần lớn không có đồng bộ, không bao giờ có sự đồng bộ. Chính vì không có đồng bộ đấy, cái kết luận để nghiên cứu nó hơi khó hơn. Cho nên là mình nghĩ là cái như mà người gọi là cái chạc gốm ấy, thì qua rất nhiều cái chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy là thế này này. Phần lớn là cái phần úp xuống ấy thì nó rất cứng vững, và cái phần chõi lên ấy ta nhìn ra, nếu ta tưởng tượng có ba cái giống nhau thì chắc chắn đấy sẽ là ông bồ rau. Và cái này thì đã có nhiều người cũng đã có cái giả định là như vậy rồi. Thế còn nếu mà ngoài cái bồ rau ra thì có lẽ là cái công dụng còn cũng dùng gì nữa. Còn tôi nghĩ là cái lỗ của trong cái lỗ mà nằm ở bên trong mà giống như cái tước. Thì có lẽ là cái lỗ đấy là lỗ để thoát khí. Trong quá trình nướng để phục vụ cho nung. Nướng mà khi mình nung lên ấy, khi các cụ người ta đốt lên nó không nằm trong bao thơi. Đồ Phủ Nguyên với Đông Sơn có bao thơi đâu. Đốt tự do. Thì nó phải thoát. Nó phải có chỗ thoát, không thì nó vỡ hoặc nổ. Trên khu đất này, cuộc sống mới lại tiếp tục sinh sôi, bình dị và mộc mạc như chính những con người nơi đây. Nhưng chắc hẳn thẳm sâu trong tâm khảm, họ luôn tự hào về tổ tiên của họ ngày hôm qua,
về những mạch ngầm đang thao thiết chảy dưới lòng đất. Có lẽ khi được sống trong cảm giác này, cảm giác giữa mênh mông trời đất, giữa xào xạc, gió, cây và lá, giữa thanh âm của thời gian, của quá khứ và hiện tại, ta mới cảm nhận được sự đồng điệu, đồng cảm của xưa và nay, sự đồng hiện của văn hóa Phủ Nguyên trong thực tại. Đó chính là tâm hồn Việt, thiêng liêng và sâu sắc. Chia tay Vĩnh Phúc, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên Phú Thọ. Miền đất cổ thiên thời địa lợi như thế, nên từ buổi hoang sơ hàng vạn năm về trước đã có con người đến ngụ cư sinh sống. Dấu tích của họ còn để lại trên các đồi gò và thềm sông cổ. Bước vào thời đại văn minh, khi con người biết đến Kim Ngạn, miền đất ấy vẫn là nơi cuốn hút của các nhóm cư dân thời văn minh tụ hội. Trong đó, nổi trội và đông đảo nhất là cư dân văn hóa Phủ Nguyên. Ngày nay, trên mảnh đất ấy còn lại rất nhiều dấu tích ghi dấu thời các vua hùng. Sau rất nhiều lần khai quật tại các di chỉ văn hóa Phủ Nguyên, các nhà khoa học, nhà khảo cổ học và các cán bộ bảo tàng tỉnh Phú Thọ đã xây dựng được một không gian trưng bày tương đối đầy đủ và rộng lớn về nền văn hóa này trên đất Phú Thọ, nơi ghi đậm dấu ấn văn hóa Phủ Nguyên. Đối với lại cái di chỉ, cái di tích lịch sử văn hóa Phủ Nguyên là đã đưa là cái di sản, cái bảo tồn cái di tích lịch sử cấp quốc gia, thì hiện nay là đã giao cho ngành cùng với Ủy ban dân huyện Lâm Thao xây dựng cái đề án để bảo tồn. Ví dụ như là dần dần sẽ đưa đấy là một điểm địch là cái bảo tàng ngoài trời để phục vụ cho du khách. Nói đến lòng đam mê trong mỗi con người và dám sống cho nó, dám hy sinh tất cả vì nó. Có lẽ phải nói đến ông Đoàn Anh Tuấn, từ một người yêu cổ ngoạn, rồi trở thành giám đốc trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, người xây dựng mái nhà chung của những con người đồng lòng, nhất trí trong việc giữ lại những báu vật của cha ông. Nhưng có lẽ, trong tất cả niềm đam mê ấy, ông luôn dành cho văn hóa Phủ Nguyên sự đau đáu, những ẩn số mà buộc ông cùng đồng nghiệp phải đi tìm đáp số. Cuộc hội ngộ của ông với người bạn cùng tâm huyết với văn hóa Phủ Nguyên trên đất tổ vua Hùng đã cho chúng ta những thông điệp quý giá từ nền văn hóa này. Theo cái quan điểm của ông thì những cái nhà trường này ở giai đoạn văn hóa Phủ Nguyên thì ông cha ta tức là sử dụng vào công việc gì? Cái gọi là nhà trường chính là cái này. Cái gọi là nhà tức là răng, tức là những cái răng này. Thì thế gọi là nhà trường. Có mặt phải, mặt trái, có hai cái lỗ này. Theo như nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là theo như giáo sư Hà Văn Tấn, một ông giáo sư học bổng rất đáng kính của Việt Nam, lúc mà tôi có trao đổi với thầy đi phát hiện nhà trường, thì thầy có ý kiến như thế nào về những cái nhà trường phát hiện được ở Phủ Nguyên Phú Thọ? Giáo sư có nói là chiếc nhà trường thì có chức năng nó như một cái đặc biệt là nó như một của những nông sâu có chức năng là nhìn quyền trượng, nó như một lãnh bài mà cái này có thể là một biểu trưng cho quyền lực. Cái quyền lực này nó thể hiện là điều binh khiển tướng, cái vị thủ lĩnh sử dụng chiếc này mà thành thực có thể là đổ vào một cái tiểu vương quốc vào cái giai đoạn đầu của văn hóa Phủ Nguyên cách đây 4.000 năm, thì những cái vị thủ lĩnh quân sự này đã dùng những nhà trương này điều binh khiển tướng và coi nó là một bộ phận có quyền uy trước, một chức năng nhất. Còn cho nên thì nhiều người có ý kiến khác nhau, nhưng mà tôi cũng nghiêng là cho là ý kiến của giáo sư Văn Tâm là quý nhất tất cả, và thực sự nó đến bây giờ phút này khi phát hiện nó thì nó thực sự là có quyền uy trong xã hội và nó là một báu vật đối với những cái di sản văn hóa. Ngày 24 tháng 12 năm 2006, nhân dân xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tìm được một số mảnh vòng trang sức bằng đá ở địa điểm khảo cổ học xóm Rền dưới độ sâu khoảng 40cm trong khi đào đất. Một ngôi mộ táng được phát lộ đã làm cho các nhà khảo cổ hết sức vui mừng vì đồ tùy táng không những tương đối nguyên vẹn mà còn rất quý hiếm. Đặc biệt, dọc theo thân người mỗi bên được đặt một chiếc nha trương bằng đá ngọc nephrit. Cả hai chiếc đều còn nguyên vẹn.
số ý kiến cho rằng cái này là cái mà không phải của ta mà của Trung Quốc. Nhưng thì theo anh thì thế thế nào? Tôi thì tôi cho rằng thứ nhất là cái nhà trường ở Phú Nguyên và Phú Thọ thì nó mang tính bản địa nhiều hơn. Qua nghiên cứu của kỹ thuật học thì thấy là những chiếc nhà trường này thì chỉ có thể sản xuất ở cái vùng Bắc Việt Nam, đồng bằng bộ thuộc về văn hóa Phú Nguyên, mà văn hóa Phú Nguyên là đỉnh cao của đồ gốm nhưng đồng thời cũng là đỉnh cao của cái loại hình đồ đá. Đến đây là cái điểm đích cuối cùng của văn hóa Phú Nguyên thì tôi mới thấy rằng cùng với anh Tuấn là chia sẻ là văn hóa Phú Nguyên và những hiện vật chúng ta đang được sở hữu thực ra là của người của chúng ta. Và tôi cũng muốn cung cấp thêm cho anh nữa một số thông tin nữa là thế này. Có rất nhiều nơi, nhiều bảo tàng, mà thậm chí bảo tàng mình cũng có rất nhiều các cái phôi chế tác bởi các chất liệu đá này. Mà nếu mà anh sản xuất ở chỗ khác anh mang đến thì anh không thể có phôi được, đúng không ạ? Vì anh sản xuất ở đây thì anh mới có phôi ở đây được. Thì cái đó đã mình phát hiện nhiều lần rồi, đúng không? Chúng tôi cũng báo cáo với anh, trên phương tôi là có một cái công xưởng gọi là công xưởng gò chè. Không dừng chế tác đá Hồng Đà. Thế chúng tôi có rất nhiều những cái như chúng ta đã quay đấy, tức là chúng ta thấy những cái lõi vòng hoặc những cái khắc vật bằng đá đang gè đẽo dở, những cái khắc vật làm nó là thể hiện cái kỹ thuật quan đang chế tác. Thì những công xưởng đó là thực sự là chúng ta đã tìm thấy ở trên đất Phú Thọ. Tôi có một cái vấn đề như thế này, tôi cũng phải chia sẻ với anh, tức là 4.000 năm về cách ngày nay, các cụ nhà chúng ta đã sản xuất, đã làm ra được, đã gọt, đã đẽo những cái hiện vật mà có tính vật lý, đúng không anh? Anh nhìn này, nó mỏng đều dần và nhất là các cái đường cưa. Tôi nói với cái công nghệ bây giờ, các em là dùng các đường cưa này cũng còn mệt mỏi này, chứ không phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Thế thì ta có xưởng, đúng như anh vừa nói. Ta có phát vật, ta có phôi. Đấy, thì cái việc mà minh chứng cho cái văn hóa Phủ Nguyên của Việt Nam thì rất cần thiết để phát huy, đúng không anh? Hiện nay là mình cũng rất cần phải phát huy đó. Thế mà phát huy đó thì cũng mình cũng có một cái ý kiến là thông qua cái cuộc trò chuyện của tôi với anh ấy, thì mỗi chúng ta cũng cùng nhau cũng có một cái thông điệp để truyền tải cho đấy cho cộng đồng và nhất là các nhà nghiên cứu cũng nên cân nhắc trong vấn đề, tức là suy nghĩ về cái vấn đề đánh giá cho đúng là những cái báu vật này là của tổ tiên chúng ta một cách rất rõ ràng và để cho con cháu nó còn tự hào về cái những cái gì mà thế hệ chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm ra. Rất là cái cuộc trò chuyện của chúng ta là đi đến một cái kết thúc rất là có hậu, là ta đã tìm được cái di sản, những vật chứng lịch sử của cha ông chúng ta và minh chứng một điều rất quan trọng nữa là nhà nước Hùng Vương. Tức là đây là nhà nước của tiền Hùng Vương. Để thực hiện những thước phim này, nhóm phóng viên chúng tôi đã rong ruổi đến rất nhiều nơi để gặp gỡ những người yêu cổ ngoại và đặc biệt tâm huyết với những cổ vật thuộc nền văn hóa Phủ Nguyên. Trong đợt xuống thăm các nhà sưu tập cổ vật tại thành phố Nam Định trong những ngày đầu năm mới vừa rồi, chúng tôi đã ghi lại được cuộc nói chuyện hết sức thú vị của họ. 27-28 tiết rồi, năm rồi đó. Cái quả mình soi cái nó lên nó khác hẳn đấy. Mình cứ gọi nó là huyết dụ. Huyết dụ là đấy. Người thì gọi là huyết đỉa, người thì gọi là huyết dụ. Nhưng mà nói chung là trong cái nhóm ngọc này thì huyết dụ, ngọc máu. Không biết lên màu máu đỉa, màu huyết dụ. Nhưng mình gọi là vòng đá lên màu huyết. Đây là đá Phủ Nguyên à? Đá này là Phủ Nguyên. 5.000 theo như kinh nghiệm của những người sưu tầm thì có vôi xoa. Để xem bây giờ đầu clip là văn hóa Phủ Nguyên. Đây là mình làm những cái vòng mà nó phải bé, nó phải cắt khúc như này. Những cái này tại sao lại không cắt khúc? Tức là họ đeo như nào, nó là vòng tay hay là vòng cổ hay là đồ trang sức hay là tế thần, tế khí hay là một thứ vũ khí gì đó phòng thân. Cái này nó vừa là đeo tay, vừa có khả năng là đeo cổ.
to, nặng đẹp, cổ vẫn đeo được. Đó là cái màu viết đỏ hết dụ như này anh đẹp. Cái này gọi là yêu quý nhất và ấn tượng nhất với chủ đá của em. Ví dụ giá trị về kinh tế, về tiền bạc bây giờ nó nhiều hả? Giá trị về kinh tế mà đây là cái lòng đam mê của em là đôi khi là phải bán cả xe máy. Cũng trong chuyến du xuân đầu năm qua, chúng tôi đã ghé thăm gia đình anh Nguyễn Ngọc Vũ tại thành phố Sơn Tây thuộc câu lạc bộ bảo tồn cổ vật xứ Đoài để tìm hiểu xem cổ vật phủ nguyên đã hiện hữu trong các tư gia như thế nào. Anh chia sẻ với chúng tôi về những kinh nghiệm trong nghề vô cùng lý thú. Anh xem những cái con dao đã gãy mà nó nhìn nó gãy làm hai mảnh, nhưng mà cái lớp patin của nó đã lên dày thế này. Đấy. Lớp patin dày thế này, nó bóng thế này. Một cái lớp ten, nó lên một cái lớp ten mấy nghìn năm thì nó bóng được như thế này. Và cái trong thì đá nó đã gần như là mục đá. Thì nhìn biết đấy là, thì theo những con mắt thì là đấy là đồ thật. Với các nhà sưu tập cổ vật trên chính mảnh đất đã lưu giấu rất nhiều các cổ vật của văn hóa Phủ Nguyên, niềm đam mê của họ với những di vật này như một điều tất yếu. Và ông Trần Bá Long, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũng vậy. Chiếm phần lớn trong các bộ sưu tập và gửi gắm trọn vẹn niềm tâm huyết của mình. Với ông Long, đó là những cổ vật của văn hóa Phủ Nguyên mà ông đã rong ruổi dọc các bờ sông theo những con tàu vớt hàng tháng trời để có được nó. Thế những cái đồ này là tất cả trên dọc dòng sông từ Đoan Hồ về đến cầu Việt Trì. Hầu như tất cả trên dòng sông đấy, nếu dân người ta khai thác chỗ nào đều có những cái đồ cổ ở dưới sông lên. Đồ cổ thì nó rất 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 nhiều loại, rất nhiều chủng loại. Mà đây như thể ví dụ như thể là một cái rìu này thì được các nhà nghiên cứu thì người ta thẩm định thì những cái đồ này là phải thuộc văn hóa Phủ Nguyên. Những cổ vật mang nhiều thông điệp thời gian, hiện thân của cái đẹp và khát vọng trong tâm hồn người Phủ Nguyên. Những cảm xúc thăng hoa khi bắt gặp sự đồng điệu của một nền văn hóa đầy sức nặng tâm tưởng. Những câu chuyện bất tận của những người sưu tập. Tất cả đã làm nên một dấu ấn, một hình hài cảm xúc được định hình mang tên Phủ Nguyên Khát Vọng.